đo hướng cổng, nghĩa là bẻ cổng chẽo đi hay là gì, cổng ai ngồi đấy mà đo hướng. Nhưng người ta chỉ xác định vị trí của cổng nó ở cung này hay cung này hay cung này, bởi vì khi mở cổng ra thì là khí đi vào đúng không, thì ta xem vị trí của cổng với cái nhà chứ không phải là hướng cổng. Còn nếu nó ở đây mà nó xoay như này hay xoay như này chả liên quan gì, chủ khí là gì, là con người mà, con người nhận mà, thì con người phải chạm trong đây chứ.